Sorry mọi người là mình sẽ phải hơi di chuyển giữa cái màn hình chat và cái màn hình share này một chút. Thế nên không phải là mạng của mọi người bị lag đâu. Thế nên là đầu tiên này, giúp mình câu số 1 và câu số 2, Hiền Phương. Câu 1 người ta làm rồi, làm cho chị câu 2, câu 3 nè. Đọc nhá. Number 2, cheese is made from milk. Cheese is made from milk. Chính xác. Number 3, the roof of the building was damaged in a storm a few days ago. Chính xác. Rồi. Ok, để mình sẽ ghi lại cái phần câu số 1 này, đáp án là is made. Câu số 2 đó là was damaged. Dịch giúp chị hai câu này nào. Phô mai thì được làm bằng sữa từ sữa và mái nhà mái của tòa nhà thì bị hư hại bởi cơn bão vài ngày trước. Đúng, chính xác. A few days ago. Good job. Câu 4 và câu 4, 5, 6 đi. 4, 5, 6, Hà Quang Minh nào. Câu 4 là invited. Câu 5 là đọc cả câu nào, đọc cả câu, đọc cả câu. You are invited to the wedding. Why didn't you go? Ở đây chị nghĩ là chia quá khứ sẽ phù hợp hơn ấy, bởi vì đằng sau nó cũng nói là why didn't you go, thì rõ ràng là cái việc đấy nó đã xảy ra ở trong trong quá khứ rồi. Đáp án phải là you were invited to the wedding. Mình sẽ ghi đáp án cho phần chat cho mọi người nhé. You were invited. Rồi, dịch giúp chị câu 4 đã. Câu 4 là bạn bạn đã được mời đến bữa đám cưới, tại sao bạn không đi? Rồi, ok. Câu số 5, đọc và dịch nào. A cinema is a place where films show. Chính xác, where films are shown. Mọi người để ý cái từ show ở đây nó là động từ bất quy tắc nhá. Đây mình sẽ ghi trong phần chat cho mọi người đáp án đúng. Ok, dịch cho chị câu số 5. Rạp chiếu phim là nơi để các bộ phim được chiếu. Ok, good job. Câu 6 nè. Câu 6. In the United States, election for AA. Nhìn kỹ nào. Elections. Election for president. Are held every 4 years. Lưu ý ở đây là elections nó là số nhiều, nên đáp án nó phải là gì? Are held. Mọi người để ý ở đây phân thứ hai của cái từ hold nhá, nó cũng là một động từ bất quy tắc và nó sẽ biến thành held như mình ghi ở trong phần chat. So, elections for president are held every 4 years. Dịch cho chị câu 6 nào. Câu 6 là ở Mỹ các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức mỗi 4 năm. Đúng rồi.